soi phim giờ và Làng Trong Phố, Chị Thương, Ngô Lệ Quyên, Chuyên Trị Vai Khổ, Ngoài Đời Cực Nhây, Hát Hay Khỏi Bàn. Ôi anh Nền ơi, đau lại anh Nền ơi, vô anh Nền ơi, đi đè anh Nền ơi. Cái gì vậy bà nội? Lúc trường đi trường, cả hai đứa không trường, bây giờ là một mình tôi đau thôi, một mình tôi phải chịu đựng. Soi phim giờ vàng sẽ soi sáng những chi tiết thú vị trong phim truyền hình hot nhất hiện nay mà chưa chắc bạn đã nhận ra. Phố Trong Làng phần 2 với tên gọi Làng Trong Phố được đông đảo khán giả yêu mến. Ở phần này, nội dung chủ yếu tập trung vào cặp vợ chồng nhân vật Hiếu và Hoài do Duy Hưng và Trần Vân thủ vai. Tuy nhiên, những vai thứ chính xung quanh cũng được những người yêu phim quan tâm, như vợ chồng mến, thương do Doãn Quốc Đam và Ngô Lệ Quyên đóng. Ở phần 1, Thương liên tục bị mến tác động vật lý, nhất là những khi không tỉnh táo. Diễn viên Ngô Lệ Quyên cũng chịu không ít cơn đau khi hóa thân thành nhân vật. Tuy nhiên, sang tới phần 2, nhân vật Thương đã được chồng yêu hơn, có nhiều cảnh còn lên giọng với mến. Khán giả yêu mến nhân vật Thương không chỉ bởi hoàn cảnh, tính chịu thương chịu khó mà còn ở lỗi diễn xuất chân thật của Lệ Quyên, đặc biệt là chất giọng Hà Tĩnh. Khác với hình ảnh quê mùa, đau khổ trên phim, Ngoài Đời nữ diễn viên sinh năm 1992 sở hữu nhan sắc tươi trẻ phơi phới với hình ảnh trẻ trung, xanh điệu hơn hẳn. Ngô Lệ Quyên kết hôn khá sớm, khi mới 25 tuổi và hiện có một bé gái xinh xắn. Trước Phố Trong Làng, nữ diễn viên từng góp mặt trong một số phim truyền hình như Lựa Chọn Cuối Cùng, Những Cánh Hoa Trước Gió, Cung Đường Trắng. Ngô Lệ Quyên từng theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và hiện đang công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Dù đã là bà mẹ một con và đã ngoài 30 tuổi nhưng Ngô Lệ Quyên trông như gái đôi mươi. Phố Trong Làng là bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của nữ diễn viên sau 6 năm gián đoạn để tập trung vào sân khấu kịch. Nữ diễn viên cho biết vai Thương khác hẳn với tính cách của mình ngoài đời. Không chỉ sở hữu ngoại hình cực xinh đẹp, khiếu diễn xuất, Ngô Lệ Quyên còn được trời phú cho giọng hát hay và giàu cảm xúc. Những video cover của cô trên mạng xã hội nhận về hàng triệu lượt xem. Đất bạc màu. Dù yêu nghề diễn nhưng ở thời điểm hiện tại, với Lệ Quyên gia đình là quan trọng nhất nên cô sẽ không đóng cảnh lăn giường hay quá tình cảm với bạn diễn khác giới. Cô từng chia sẻ rằng nếu bây giờ chồng nói, thôi em vất vả quá, hay em diễn cái này ảnh hưởng đến anh thì tôi sẵn sàng nghỉ luôn. Vì nếu mình đã không tránh được, gây ảnh hưởng cho chồng con, gia đình thì mình dừng. Còn nếu đạo diễn muốn tôi khai thác cảnh yêu đương nhẹ nhàng thì tôi đồng ý. Lệ Quyên chia sẻ chồng cô cũng là người trầm tính, không hỏi nhiều. Nữ diễn viên thường sẽ là người nói ra với chồng những cảnh mình quay. Ông xã cô rất thương vợ nhưng không hay thể hiện qua lời nói. Khi Lệ Quyên phải đi quay về muộn, thì chồng nấu cơm. Trước đây không thế, nhưng qua một thời gian chung sống, anh biết vợ luôn hướng về gia đình. Lệ Quyên cũng xác định mình là người phụ nữ gia đình, luôn chăm sóc con. Nếu có việc gì quan trọng mới nhờ chồng chăm con, nhưng cô cũng luôn hỏi ý chồng trước, đó là thể hiện sự tôn trọng. Một tổ ấm hạnh phúc là hậu phương vững chắc để Ngô Lệ Quyên an tâm cống hiến cho nghệ thuật. Chúc cô sẽ có thêm nhiều vai diễn thú vị mang màu sắc mới trên màn ảnh nhỏ. Theo dõi video tiếp theo của Soi Phim Giờ Vàng để vén màn cuộc sống của các diễn viên phim giờ vàng.